Chào, xin chào cả nhà. Trước tiên Hoàn xin tự giới thiệu, Hoàn là Bùi Thị Hoàn. Hiện tại Hoàn 32 tuổi và Hoàn đang ở Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì Hoàn muốn chia sẻ một tí về cái cảm nhận của Hoàn khi sử dụng dòng keo nét Bioxem á, với lại cái giá trị mà Hoàn nhận được từ cái dòng sản phẩm này. Thì trước đây khi Hoàn được một người chị em giới thiệu cho cái dòng dinh dưỡng này á, thì lúc đó Hoàn bị chứng rối loạn tiền đình, với lại bị đau đau nhức xương khớp á, không phải là đau nhức xương khớp mà nó đau cái cổ chân á, xong rồi bị suy van tĩnh mạch nông hai chân, là nó đau dọc cái đường sau của cái chân á. Xong rồi khi người chị em đó mới mới chia sẻ cái dòng dinh dưỡng này cho mình, thì mình cũng có mua về để sử dụng. Thì mình đầu tiên á thì mình cũng không tin tưởng cái dòng sản phẩm này lắm. Mua thì giống như để ủng hộ để mua vậy thôi, chứ không có tin tưởng lắm nên là không có dùng đều. Cái sau người em đó mới nói là người em đó là sinh nguyễn á, sinh nguyễn mới kêu là nếu mà đã không tin á thì thôi, còn nếu mà đã tin á thì phải dùng cho đều thì nó mới cho ra được cái kết quả tốt, còn mà dùng không đều thì nhiều khi nó không cho ra được cái kết quả tốt, rồi lại nghĩ là sản phẩm không chất lượng này nó, nên là lúc đó mới thật sự nghiêm túc xài á. Thì sau một thời gian thì thấy cái đau đầu của mình á nó giảm hẳn luôn. Thì cứ hôm á là thường thường là ví dụ mà mình đang đang ngồi đấy, ngồi 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 mà mình bất bất chợt đứng lên á là nó bị chóng mặt á, chóng mặt với lại tối đen, người tối đen luôn, giống như choáng muốn té vậy đó. Nhưng mà qua một thời gian sử dụng á thì mình thấy là cái tình trạng đó là cải thiện được, chắc là cũng phải được 80% á. Lâu lâu nó mới bị thôi chứ nó không bị nữa. Rồi còn thêm một cái nữa là nó bị cái suy van của mình á, là cứ hôm đứng lâu là nó cũng đau, nó rút rút ở sau lưng, sau chân vậy đó. Mà sử dụng được một thời gian thì nó cũng cải thiện được. Nói chung là đứng nó cũng không còn đau như trước nữa. Rồi còn có một cái nữa là say tàu xe. Qua một thời gian sử dụng thì mình cũng không để ý. Nhưng mà tình cờ một lần đi đi xa về, đi thành phố về, cái bữa đó vội quá nên không có mua thuốc say xe, nhưng mà cũng không say, không hề say. Nó cũng không đau đầu, cứ khi là đi xe là say say ghê lắm, đau đầu nữa, mà cũng không phải không hẳn là đi xe đâu, mà thậm chí mới ra đến xe mà nghe cái mùi say xe là đã nhờm nhờm rồi, đã nghe kiểu muốn say không đi rồi đấy đó, là phải uống thuốc say xe, lúc nào đi cũng phải dùng thuốc hết trơn á. Mà từ khi mình rồi mình để ý vậy á, xong rồi mình kể, mình nói với sinh là ô hình như là uống cái đó vô, hình như tao không say xe sao ấy, sao mà đợt này không đi xe không cần phải mua thuốc nữa. Cái xong cũng chưa thật sự tin lắm, cái đó là sau mấy lần sau thì để ý hơn, cố tình không mua luôn, mấy lần sau là cố tình đi nhưng cố tình không mua để xem nó có phải là do mình ấy không hay là không say thật á. Thì đúng là nó không say thật, nó không say như 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 trước nữa, nó cũng không nhức đầu luôn, đi cảm thấy vi vu lắm. Cứ hôm là uống thuốc say xe là lên nhắm mắt một mạch từ đó là lên luôn, đi mấy tiếng cũng vậy đó, mà bây giờ là không hề say, đi không xin nhê gì hết á. Là đó là cái chuẩn say xe ha. Rồi còn một cái mà hôm nay bạn muốn chia sẻ nữa đó là cách đây gần một năm á, Loan bị thai ngoài tử cung vỡ, cái phải bác sĩ phải cắt bỏ đi một vòi ống của mình, vòi ống nhận trứng á. Thì sau một thời gian thì mình có đi khám, thì cũng đang nôn có em bé nên là cũng thường xuyên đi khám để xem là cơ thể của mình như thế nào, có thể có con lại được hay không á. Thì bác sĩ cũng có nói là do mình cắt một bên rồi cắt rồi á, nên là nhiều khi cái tỷ lệ có thai nó không có, nó gọi là nó không được, sao ta, nói sao cho đúng ta, bác sĩ nói là cái tỷ lệ có thai nó không bình thường giống như người ta được, ý là nó sẽ muộn hơn, nó chậm hơn, nó không đạt được như vậy như bình thường được, nên là mình cũng rất sợ. Cái bác sĩ mới kêu là cho mình thuốc để về mình uống hỗ trợ trứng á, để cho mình uống hỗ trợ trứng. Nhưng mà khi đó thì mình cũng
Về cái mua kê đơn ra ngoài thì để mua thì ra ngoài mua thì không may cái nhà thuốc đó nó lại không có đọc được cái toa thuốc mà bác sĩ ghi, tại vì người ta nói là bác sĩ chỉ viết tắt nên là họ không có đọc được cái tên thuốc nên là không có lấy thuốc cho mình được. Thế là mình cũng chẳng ấy luôn. Khi tình cờ mình nghe được cái đoạn chia sẻ của cô Thủy ấy, nói về cái gheo nét mà dành cho phải cô Thủy người ta. Ừ, nói chung là bài viết của ai là cô Thủy gì ấy, chia sẻ trên G4 ấy, nói về gheo nét tủy hiếm muộn á. Cái mình cũng đọc được cái bài đó. Cái rất là mình nói trước thì để sử dụng kiên trì một tí nữa. Rồi xem nó có cho ra kết quả tốt hay không. Có thể nếu mà nó đã cải thiện được cái tình trạng đau đầu và say tàu xe của mình á thì nói chung say tàu xe thì không nói, nhưng mà cái chuyện đau đầu á, cái bệnh đau đầu thì hầu như là nó đau đầu lâu rồi mà nó hay bị đau lắm, nên là mình nghĩ là nếu mà nó đã chỉ được cái bệnh đau đầu của mình á thì có thể là nó sẽ cũng có thể là nó sẽ hỗ trợ được cho mình cái về cái việc bên hiếm muộn con á. Khi mình cũng nói với bác sĩ là em cũng có một đứa rồi chứ không phải là không có, nên là em có thể đâu có thể đi hiếm muộn đâu, tại vì mình có con rồi mà, mình nghỉ về đó. Cái bác sĩ mới kêu đi chứ không phải đâu, không phải là có con rồi là không bị hiếm muộn, có con rồi vẫn có thể bị hiếm muộn đó. Bác sĩ đó nói với mình về đó. Xong này bác sĩ nói là giờ cho thuốc về hỗ trợ trứng, còn đây là chỉ cho thuốc để về hỗ trợ trứng thôi, còn nếu mà em mà muốn mà có cái thuốc mà để điều trị cho hỗ trợ cho hiếm muộn á thì em phải lên tên tự chủ ý, tên đó nó mới có thuốc dành cho hiếm muộn. Nhưng mà mình lại không có đi lên trên đó mà mình uống cái dòng dinh dưỡng của nhà mình nhé, ý dòng dinh dưỡng này này đó, đó hoàn chỉ uống cái này thôi. Đó, Hoàn chỉ uống cái dòng dinh dưỡng này thôi. Cứ một ngày là Hoàn uống một cái gói này và 2 ly này. Lúc trước không đều là thường thường ngày vẫn còn ly à. Ngày còn ly thậm chí có quên nữa. Thậm chí là quên uống sai giờ, uống lệch giờ tùm lum hết trơn á. Nhưng mà sau rồi sinh Nguyễn mới kêu là uống thì uống cho đều. Còn muốn giảm cân nữa thì phải uống trước bữa ăn. Cái sau này uống đều hơn đó, thì cứ một ngày là mình uống 2 ly bột này, 2 ly bột như này này đó, cứ một ngày mình uống 2 ly bột này với lại 1 cái gói này đó. Mình cứ kiên trì sử dụng như vậy đó, mà đến gần 1 năm là bắt đầu là lúc đó thì mấy cái chứng kia, những cái bệnh vặt vặt thì nó mình không để ý nữa, không quan tâm đến nó nữa, nói chung là nó không giảm rồi, nó không còn luôn á. Nhưng mà mình lúc đó mình cũng không để ý, nó không đau mình cũng không để ý, nhưng mà tới lúc mà mình kiên trì đó đó sử dụng thì gần gần 1 năm á, tính cả mà lúc chưa đều với đều chắc có lẽ gần sắp sắp xỉ 1 năm á, là mình có bắt đầu là kỳ tích xuất hiện là mình đã có em bé. Cái mình mới nghĩ là ở cái sản phẩm này này nó cực kỳ tốt luôn. Với lại mình nghĩ nói chung là mình cũng chờ con lâu quá rồi nên mình chẳng biết là nên tin cái gì hết, nên cũng chẳng biết là cái gì tốt cái gì không tốt, nên là mình cứ tin cái này thôi, mình cứ tin vào sản phẩm này và mình sử dụng. Thì mình sử dụng được 1 năm á, thì mình thấy là nó cho ra là cái kết quả là đầu tiên là những cái bệnh vặt vặt của mình nó hết rồi, tiếng nói rồi, nhưng mà nó có cái giá trị là nó đem lại, nó hỗ trợ cho mình á. Nội tiết tố nó điều hòa rồi này nọ, nó cải thiện được cái tình trạng sức khỏe của mình, thì có thể nó cũng cải thiện được cái bộ máy sinh sản của mình. Nên là giờ mình đã hiện tại là mình đã có bầu, mình đã có em bé và mình rất vui vì điều đó, nên là bây giờ mình muốn chia sẻ cho mọi người biết để mọi người tự tin chia sẻ. Ví dụ những ai mà đang kinh doanh cái dòng dinh dưỡng này á thì tự tin chia sẻ cái dòng sản phẩm này để cho mọi người biết đến hơn. Để cho nhiều người muốn có con, muốn kiếm con, họ có thể họ có thể biết được đến cái dòng dinh dưỡng này để họ uống để cải thiện được tình trạng sức khỏe cho mình với lại cho người thân của mình. Đó, cái giá thì hoàn nhận được là như vậy đó. Cái Hoàng cũng muốn chia sẻ cho mọi người biết rồi đó.
Nhưng mà thật sự bây giờ là rất vui và cũng chẳng biết nói gì nữa. Vậy là mình chỉ chia sẻ tới đây thôi. Tại vì lần đầu tiên chia sẻ nên cũng hơi ngại, chẳng biết nói gì cả. Bye bye mọi người.